ba trứng và ba con trâu ấy. Anh bỏ những thứ này đi. Ôi, thì vợ mình sao vẫn chưa dậy ơi? Vô, hôm nay không đi làm hay sao đây? Thì không ấy đi mà còn đi làm chứ. Hôm nay tôi được nghỉ. Được nghỉ sao lại còn là áo lượt chứ? Tôi lúc nào chả thế. Không ở nhà mà phụ cho chồng đi à? Ô, đi làm thì chỉ nhà có mỗi mấy cái công việc lặt vặt này thôi mà cứ suốt ngày kêu ca. Chỉ ta chấm công nhìn việc, toàn cái việc không tên thôi. Còn vợ thì chỉ có mỗi cái việc đi kiếm tiền thôi mà làm như to tát lắm đây. Chả thế thì gì? Nếu không anh đi kiếm tiền thì tôi nhà tôi làm việc nhà ở đâu phải kêu ca. Ba cái công việc lặt vặt suốt ngày cằn nhằn. Không, nói thế thôi mà hôm nay thế nào mà nghỉ hẹp thế? Tôi lúc nào mà chả thế? Nghỉ ở nhà mà mặc hẹp thế? Làm cái như là lần đầu nhìn thấy ấy. Thế thì không. Thế hôm nay đấy thì xem chợ búa thế nào thì ăn uống gì thì chồng đi chồng còn mua cho. Muốn ăn cái món gì nó lạ lạ thì đưa tiền đi. Hôm nay tùy anh thích mua cái gì thì ăn cái đấy. Hôm nay lại phóng khoáng thế. Để tranh điệu thế, đưa nhiều tiền thế. Thế đưa nhiều kêu, đưa ít kêu hay là từ mai tôi đưa một tờ đi nhá. Không, thấy nó lạ lạ thế thôi thì hỏi thôi. Nên là hôm nay có cái trái tim đổi nét gì tí đấy, về lại vỡ mồm thằng chồng này đấy. Anh lại thích thế à? Thôi anh đi xem vào còn ăn cơm đi, chồng dọn ra cho. Xếp hết cả dép này, đi chỗ đi xuống đấy rồi, có khi còn xấu hết cả cái hủ. Cuộc đời thì nó cũng có cái nó có năm chuyện đời đấy. Trong mãi mà chả thấy đây vợ ơi, cơm dọn chắn rồi đấy. Có cái đôi dép thôi cũng chả thấy mua cho người ta đi cho nó đoảng hoảng một tí. Ôi, xem lúc nào mua cho chồng đôi dép nó oai oai tí đi có được không? Anh đi xuống chợ anh thích cái gì đấy mua luôn. Tiền thì chẳng đưa gì mua cái gì. Ơi. À, mày đang ở đâu ấy? Tao ở nhà. Ơ, thì mày không lên công ty à? Lên công ty làm gì? Hôm nay được nghỉ mà, tao đang ở nhà. Ơ, thì hôm nay không phải là các sếp mà tặng quà cho các chị em phụ nữ như ngày 8 tháng 3 à? Nhưng mà hay là sếp muốn tao là bất ngờ hay sao? Hôm qua sếp bảo hôm nay tao nghỉ. Chưa thấy sếp gọi điện lại ý kiến gì cả. Còn mày lên chức trưởng phòng rồi chắc đợt này là nhận quà to lắm đấy. Ôi, chắc là cũng như mọi năm là bó hoa là xong thôi. Hơn kiểu gì chả hơn bọn tao. Nhưng mà này, chồng mày tặng quà chưa? Chồng tao á? Rồi lão nhà tao ơi, trên răng dưới cắt tút có cái gì đâu mà tặng, bao nhiêu năm nay vẫn thế. Không biết quà cáp là gì đâu. Chán bỏ xù rồi. Mua đôi dép mới không? Anh ở nhà anh có đi đâu đâu mà cứ phải mua dép làm cái gì nhỉ? Ở nhà đi đôi dép đấy cũng được rồi. Ờ thế thôi nhá, để tao vào đây chuẩn bị. Ờ chuẩn bị đi xong tao qua tao đón nhá. Ờ nhá. Dép đứt còn chẳng mua được cái dép mới đi thì tiền đâu mà quà mấy cáp quan tâm, muốn quan tâm cho vợ lắm nhưng mà có gì đâu. Thì chả có mỗi cái cắt tút thế còn gì nữa. Mà cái ngày này là cái ngày gì mà sao nó cứ quả cáp ghê gớm thế nhỉ? Đúng là cái bọn có tiền của khác, tao mà có tiền tao mua cả đất này cho vợ tao được. Mua cả cái ông trời này cho vợ thì còn mua được
xuống đây rồi thì mình xem như mình mua cái gì mà tặng vợ được cái ngày này cho nó biết mình là quan tâm đến nó, chứ không có nó lại nói mình là chỉ biết là có mỗi cái cắt tút không, nó coi thương mình quá hay đấy. Tôi đi vào quán nước đây hỏi xem mấy cái bà này xem bà có kinh nghiệm gì mà ông chồng ông hay tặng quà vào cái ngày này không. Ở đây cũng mấy đấy nhở, nhộn nhịp đấy nhở. Bà mới hôm kia cho hỏi thăm gì xem. Hỏi đến đây. Bà mới hôm kia tôi đây mấy khi mới xuống lên đây. Cô cho hỏi xem cái dịp mùng 8 tháng 3 này đấy thì các cô kinh nghiệm lâu năm rồi đấy thì ông chồng ông ơi hay tăng cho món quà gì không, nó ý nghĩa mà để cái mình thấy thích đấy. Không biết hôm nay là có muốn tặng vợ cái gì, hoa gì, hoa khô, hoa tươi đầy kia xem có hoa gì không, ngả ra ngắm xem. Đây là hoa giả mà. Hoa giả, hoa. Đây, hoa tươi mà kia. Đây cũng hoa tươi đây mà nhưng mà cái hoa. Đây hoa thật đây, màu tím tình yêu đây. Nhưng mà có mất tiền, có nhiều tiền không? Có tiền đấy, khoảng 150-200 gì đấy. Ồ, thôi uống nước đã. Uống nước đã ăn trà đá lầu chứ. Thôi thôi thôi, cũng đẹp mà. Thôi thôi, không, không, không có tiền đâu. 200 thôi, cứ hỏi cô xem cô có cái kinh nghiệm đấy thì cô cứ mách cho xem tặng cái hoa gì nó ý nghĩa đấy. Hoa tươi đấy. Mình đi kiếm được thôi. Đây, có hay đuổi cái hoa súng ở đây. Thế à? Ai cũng thế à? Ừ. Thế hoa súng là thích à? Hoa súng là thích, tối còn là bắn. Trời. Thế đúng là cái hoa súng đấy là mang được cho niềm vui cho vợ à? Đúng, có thử một lần đi xem có đúng hay không? Đúng hết. Hoa súng về tặng vợ đảm bảo với anh thích luôn. Lần sau chiều hết mình luôn. Thật á? Anh cũng hay tặng vợ cái hoa súng đấy à? Vừa mình tặng suốt. Em tặng hoa bao nào cũng tặng. Đấy, đúng tâm lý đấy. Không có là các bà cứ cầm hai của chú Hào đi ra đi vào là đòi cái món đấy đấy. Cứ thử một lần đi xem để lần sau nghe hay hay thì lần sau làm tiếp. Đây, tôi bảo anh này. Bây giờ nhá, ra kia, ra ngoài hiệu thuốc dược ấy. Thuốc bán cho người uống thuốc đấy. Bảo người ta cho cái đầu bi vào hoa súng, xong rồi về tặng vợ. Đấy, phải đầu bi hoa súng nhé, đừng có mà hỏi là cái gì gì của hoa súng này, người ta không hiểu làm đâu. Người ta hiểu đấy. Nhé. Thế cho cái đấy vào để cho cái hoa nó nở ra hay sao đây? Nếu cứ bị cái đấy vào lúc nào nó thích nở thì nó nở. Sẽ có cảm giác sung sướng. Ờ, thế à? Đấy. Ngay cây hoa súng nó cũng đẹp mà, mình cũng thấy nó thích mà, mình cũng thấy đẹp mà. Đấy, cứ mỗi hoa súng nào mà vội nó thích thôi à? Ừ. Đấy, cứ làm cái đúng vợ dặn nhá. Thế để tao để... Cố lên nhé, phải hỏi cái đầu bịt hoa súng nhá. Cố lên, đi đi. Thế gì? Cảm ơn nhá. Rồi, bye bye. Đấy, biết rồi, đấy thì mình làm được mà. Vất vả đến đâu mà không làm được cái chuyện đấy. Chiều. Vâng, anh cần gì nhỉ? Thấy bảo mình cũng muốn cái đầu bịt vỏ cái hoa súng đây. Đấy, thì thấy bảo cái đấy bịt vỏ cái hoa súng đấy thì tặng cho vợ đấy mà. À thế à? Rồi để em lấy cho nhá. Thấy các cô nói là có cái đấy là được mà, có cái bịt vào cái hoa súng đấy cái... À thế à?
Có 24.000 thôi. Em để cho anh. Chụp cái gì chứ cái này chị? Thì là rẻ tiền thế thì cũng... Mà vợ nó vui thì có ai gì mà chả... Chả nặng được chứ. Còn chờ kiếm cái hoa súng ở đâu nữa. Đây mà. Giờ lắm hoa súng thế chứ mà. Này mà vất vả thế này mà vợ không yêu nữa thì thôi đây. Kiếm được cái món quà cho vợ đấy mà sao mà vất vả thế này ô. Có thấu hiểu cho cái tình yêu của chồng muốn dành cho vợ không? Quần áo lượt đấy tao mới đôi dép tuộng tao còn không dám mua đây. Thôi dù sao đấy là cũng là cái tình chồng nhớ vợ. Không biết lại đi đâu rồi. Đấy, vợ mới vắng nhà có một lúc buổi sáng lại đàn đúng được rồi. Tải thật đấy. Còn đây ông túm sống được về có mà biết tay. Vợ ơi sáng giờ mới về, cơm nước lại không nấu. Mà đi đâu mà quần áo bẩn nhem nhuốc cái này á? Có cái quà muốn tặng vợ ơi. Quà gì? Chắc là lại đi say rượu ở ngã xuống chỗ nào phải không? Cái gì thế? Tặng vợ ngày mùng 8 tháng 3 đấy. Đấy, món quà mà ai cũng thích đấy. Cái gì thế? Hoa súng và... ba con trâu ấy. Anh bỏ những cái thứ này đi. Anh nhìn đây này. Sếp tôi tặng tôi cả cái món quà. Tôi lên trưởng phòng mà anh còn đòi mày đặt tặng quà. Vợ món quà nó phải ý nghĩa thế này chứ. Cái này chả ý nghĩa. Người ta đi mất công từ cả một buổi sáng mới kiếm được cái hoa súng này đấy. Mà các cô đấy cũng nói là cái này nó có ý nghĩa. Cái tình yêu nó sẽ được như cái hoa súng đấy. Nó vượt cho mọi cái khó khăn của cái đầm lầy như thế. Nó vẫn ngoi lên được để nó sống. Nó rực rỡ thế này mà. Anh ấy chỉ bị các bà lừa thôi. Thôi anh ôm lấy hoa súng của anh. Tôi phải đi ăn liên hoan đây. Không thích à? Hoa súng đẹp mà, cũng thơm mà, sao lại là bảo là lừa thế nào? Mình cũng vất vả, mình đi lấy mãi cả buổi sáng mới được có mấy bông hoa đẹp thế này này để nó nát hết rồi. Chả biết vợ nó chứ cô trân trọng mình không nên sao lại nó lại hắt hủi mình chứ. Ốm bị hoa trúng luôn.
Chả bao nhiêu là con mình đi kiếm được cái hoa súng về vợ nó lại không thích mà nó lại còn nói mình chê. Mình cũng vì cái món quà tặng vợ này thôi mà ôm đến này mà nó cũng chả hiểu cho bao nhiêu là công sức mình bỏ ra đi tìm cái bông hoa chung cho vợ đấy mà vợ ơi sao mày không để ý gì đến tao thế. Nhưng mà mình cũng vẫn phải làm cái gì để cho vợ nó biết là mình quan tâm nó lắm chứ. Phát sốt phát ốm ra vì cái quà tặng vợ đấy. Mà thế nào mà vợ nó vẫn không biết được là mình quan tâm nó à? Không được rồi, mình vẫn phải cố gắng làm cái gì để cho nó biết được là ngày này có cái bất ngờ của chồng dành cho vợ đấy. Đấy, làm mãi mới được cái món quà đấy để tạo ra cho vợ nó về nó nhìn thấy xem nó có cảm nhận được là mình có quan tâm đến nó không như thế nào đấy. Mai nó không về đi. Anh ơi! Dậy đi! Nào mà giờ này lại nằm ở đây không biết? Sắp tối rồi! Dậy đi sao nào? Ơ, sao mà lại ấy khăn thế này? Ôi chết rồi, lão ốm à? Đấy, thấy chưa, rốt chưa? Ai bảo nghe lời mà nó xúi dại mà. Nó bảo nhảy xuống hồ cũng đi nhảy. Trời thì rét mướt lúc sáng như thế. Giờ lại còn tự nhiên lại tốn hơn tiền đi mua thuốc. Dậy sao nào? Mà ốm thế này đi vào nhà mà nằm đi. Ốm thế đi vào nhà mà nằm chứ, thấy dại chưa? Ai bảo đi nghe cho nó nhảy xuống hồ làm cái gì? Biết nằm đây lâu chưa? Dậy đi vào nhà nằm nhanh lên, ốm lại tốn hơn tiền thuốc của tôi. Vợ về lâu chưa? Về lúc lâu rồi, gọi mãi không biết cái gì, nào đi vào. Ốm thật đấy. Ai mà nghe mà nó nhảy xuống hồ nước thế chả ốm. Nó nhiễm lạnh. Đi đi thôi. Ngon chân, ốm đau rồi đi vào giường mà nằm. Nằm ngoài đấy làm gì thế? Đó. Cái gì đây, đây là ai ý? Đấy thì ai ốm cũng vì muốn là dành cho vợ yêu của anh một cái món quà của cái ngày 8 tháng 3 đấy thôi. Đây thì cái món quà mà anh muốn dành cho vợ đấy. À, thế hóa ra anh đi ốm là chỉ vì làm cái này để tặng vợ à? Thì đây thì người ta bảo cái món quà 8 tháng 3 là cái hoa súng đấy thì là nó ý nghĩa mãnh liệt của cái tình yêu vợ chồng đấy. Ai ai hi vợ xin lỗi. Có gì khổ mà. Vợ thích thật mà. Ê, cái hoa súng đấy có tay không? Nó một cái sức mạnh của cái tình yêu đấy. Các bà nói là chỉ thích hoa súng thôi thì anh ấy cũng đi kiếm mãi mới được hai bông hoa súng này về tặng vợ đấy. Thế mà vợ lại còn không thấy thích. Thôi ai hi, vợ biết rồi, vợ xin lỗi. Thôi ai hi ơi, vợ biết rồi.
đúng là không có gì bằng những cái món quà giá trị tinh thần của vợ chồng mình. Thôi, ai hy bỏ qua những gì của Mẩy Thanh cũng không phải nhé. Có thật không? Thật, vợ xin lỗi, vợ biết rồi.